Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách Cánh Diều. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ, thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách Cánh Diều, trang 102 để thực hiện một số hoạt động trong bài đọc số 2. Bài đọc số 2 này là bài đọc rơm tháng 10. Trước khi đến với phần luyện đọc cũng như phần tìm hiểu bài trong bài đọc số 2 tuần 30 rơm tháng 10, thầy mời chúng ta chơi một trò chơi trong phần khởi động. Trò chơi của chúng ta là vượt biển và có nội dung như sau: để giúp con tàu vượt qua các bãi đá nguy hiểm vào bờ an toàn. Các em hãy trả lời đúng các câu hỏi để loại bỏ từng chướng ngại vật và thầy cũng chúc các em loại bỏ được nhiều chướng ngại vật để giúp con tàu vào bờ nhé. Và đây là chiếc tàu đang đi vào bờ. Trên con đường vào bờ sẽ gặp những bãi đá ngầm và bãi đá đầu tiên có câu hỏi như sau. Đó là chúng mình hãy cho thầy biết trong bài tập đọc hôm trước, đó là bức tranh bạn nhỏ xem vẽ những gì. Vậy chúng mình hãy cho thầy biết, hôm trước chúng mình đã học bài tập đọc đó là bé xem tranh đúng không? Vậy hãy cho thầy biết là bức tranh bạn nhỏ xem vẽ những gì nào? À đúng rồi đấy các bạn, bức tranh bạn nhỏ xem vẽ đồng lúa này đúng không? Đò cập bến này, trăng này, thuyền này, kéo lưới và cò bay trên trời cao đúng không? Và đây là bức tranh bạn nhỏ đã xem trong tiết tập đọc hôm trước, bé xem tranh. Như vậy chúng mình đã loại được một chướng ngại vật đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chướng ngại vật thứ hai nhé. Ở câu hỏi thứ hai này có nội dung như sau: vì sao bạn nhỏ nghĩ rằng đó là bức tranh vẽ làng quê của mình? Bạn nào có thể cho thầy biết là vì sao bạn nhỏ nghĩ rằng đó là bức tranh vẽ làng quê của mình nào? À đúng rồi, đó là vì bức tranh vẽ cảnh vật quen thuộc của quê hương bạn đó đúng không? Nên là bạn nhỏ nghĩ bức tranh là quê hương của mình đúng không? Và chúng ta lại tiếp tục loại bỏ được chướng ngại vật thứ hai và chúng mình sẽ đến với chướng ngại vật cuối cùng nhé. Trong chướng ngại vật cuối cùng này sẽ có câu hỏi như sau: tìm trong bài câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bạn nhỏ khi xem tranh. Vậy sau khi chúng ta đọc xong bài đọc bé xem tranh, có một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bạn nhỏ khi xem tranh, đó là câu nào? À đúng rồi, ồ đây giống quá đúng không? Như vậy chúng ta đã loại bỏ được chướng ngại vật cuối cùng và con tàu đã đi được vào bờ thành công đúng không? Thầy cũng xin cảm ơn các em đã giúp con tàu vào bờ và bây giờ chúng ta hãy quan sát lên màn hình và cho thầy biết hình ảnh trong bức tranh vẽ những gì nào. À đúng rồi, hình ảnh trong bức tranh vẽ các bạn nhỏ đang chơi một trò chơi đúng không? Và chúng ta đang thấy các bạn nhỏ đang trốn sau, à đúng rồi, sau một ụ rơm đúng không? Và như vậy thầy sẽ mời chúng ta đến với một bài đọc thứ hai trong tuần 30, đó là bài đọc rơm tháng 10. Sau đây thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe một lần. Sau đó chúng ta hãy cố gắng dừng video và đọc lại bài tập đọc này nhé. Bài đọc Rơm tháng 10. Tôi nhớ những mùa gặt tuổi thơ, nhớ cái nắng hanh tháng 10 trong như hổ phách. Những con đường làng đầy rơm vàng óng ánh, rơm phơi héo tỏa mùi hương thơm ngầy ngậy. Bọn trẻ con chạy nhảy trên những con đường rơm, sân rơm nô đùa. Rơm như tấm thảm vàng khổng lồ và ấm rực trải khắp ngõ ngách bờ tre. Bất cứ chỗ nào bọn trẻ cũng nằm lăn ra để sưởi nắng hoặc lăn lộn vật nhau, chơi trò đi lộn đầu xuống đất. Còn tôi thì mùa gặt đến, tôi làm chiếc lều bằng rơm nép vào rễ tường hoa đầu sân. Nằm trong đó, tôi thò đầu ra, lim dim mắt nhìn bầu trời trong xanh.
tràn ngập nắng ấm tươi vàng và những sợi tơ trời trắng muốt bay lơ lửng theo Nguyễn Phan Hách. Như vậy, thầy vừa đọc mẫu cho chúng ta nghe bài đọc Rơm tháng 10. Trong bài đọc, chú ý chúng ta hãy ngắt nghỉ những dấu câu. Và bây giờ thầy mời chúng ta đọc lại bài đọc Rơm tháng 10 cho thầy. Và sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta đọc một số từ chúng mình có thể dễ nhầm lẫn, khó phát âm. Từ đầu tiên đó là từ nắng hanh. Nắng hanh. Thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta một lần, sau đó chúng mình dừng video và đọc lại những cái từ thầy đã bôi xanh ở đây nhé. Nắng hanh. Hổ phách. Hổ phách. Héo tỏa. Héo tỏa. Ngày nghịch. Ngày nghịch. Ấm sực. Ấm sực. Ngõ. Ngõ ngách. Ngõ ngách. Lăn lộn. Lăn lộn. Lim dim. Lim dim. Trắng muốt. Trắng muốt. Và bây giờ thầy mời chúng ta dừng video, đọc lại những từ thầy đã bôi xanh ở đây. Đây là những từ chúng ta sẽ khó đọc, khó phát âm, dễ nhầm lẫn, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta luyện đọc một câu văn rất là dài ở trong bài đọc Rơm tháng 10 này. Đó là câu rơm như tấm thảm vàng khổng lồ và ấm sực trải khắp ngõ ngách bờ tre. Câu văn này khá là dài, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ngắt nghĩ câu văn này như sau. Đầu tiên chúng mình thấy là rơm như tấm thảm vàng khổng lồ và ấm sức trải khắp ngõ ngách bờ tre. Đây là một câu khá là dài đúng không? Ngõ ngách thì ở đây có cho phải chúng mình sẽ nghĩ rồi, bờ tre đúng không? Bờ tre sau từ tre dấu chấm mình đã nghĩ lâu hơn một chút. Và tiếp theo ở đây chúng ta sẽ nghĩ ở từ sau từ trước. Và thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe, xong đó chúng mình hãy dừng video và đọc lại câu này cho thầy nhé. Rơm như tấm thảm vàng khổng lồ và ấm sức trải khắp ngõ ngách bờ tre. Thầy sẽ đọc lại cho chúng ta nghe một lần nữa. Rơm như tấm thảm vàng khổng lồ và ấm sức trải khắp ngõ ngách bờ tre. Và bây giờ thầy sẽ giải thích cho chúng ta một số từ mà chúng ta sẽ khó hiểu. Từ đầu tiên đó là từ rơm. Rơm ở đây nghĩa là phần trên của thân cây lúa đã gặt và đập hết hạt, người ta gọi là rơm. Chúng ta có thể quan sát lại màn hình. Đây là hình ảnh của những đống rơm dọc theo những ruộng lúa người ta đã gặt đi. Và người ta đã đập và lấy cái hạt thì còn lại người ta gọi là rơm, là cái phần trên của thân cây lúa. Gọi là rơm, đã lấy hạt đi gọi là rơm. Tiếp theo đó là nắng hanh. Nắng hanh ở đây là nắng khô và hơi lạnh, người ta gọi là nắng hanh. Và ở đây chúng ta quan sát lên màn hình thấy là đây là hình ảnh của nắng hanh, tức là nắng khô và hơi lạnh. Từ tiếp theo đó là hổ phách. Hổ phách tức là phần nhựa thông hóa đá màu vàng nâu trong suốt, người ta gọi là hổ phách. Và đây là hình ảnh của hổ phách. Đây là phần nhựa thông nhé, hóa đá màu vàng nâu trong suốt. Dệ tường. Dệ tường. Dệ tường tức là vệ tường. Vệ tường đúng không? Như tựa vào tường, rìa tường hoặc là mép tường, người ta là dệ tường. Đây là hình ảnh của dệ tường. Chúng mình có thấy là những kẻ hoa sát bên những cái dệ tường hay là vệ tường, người ta nói là vệ tường đúng không? Và bây giờ bạn nào có thể cho thầy biết trong bài đọc Rơm tháng 10 này được chia làm mấy đoạn? À đúng rồi đấy các bạn, trong bài đọc Rơm tháng 10 này sẽ được chia làm 3 đoạn đúng không? Đoạn đầu tiên sẽ là đoạn 1. Tôi nhớ những mùa gặt tuổi thơ cho đến rơm phơi héo tỏa mùi hương thơm ngây ngây. Đây là đoạn 1. Đoạn 2 sẽ là từ bọn trẻ con chạy nhạy trên những con đường rơm cho đến chơi trò đi lộn đầu xuống đất. Đó là đoạn 2. Đoạn 3 sẽ là đoạn còn lại.
Còn tôi thì mùa gặt đến, tôi làm chiếc lều bằng rơm nép vào rễ tường cho đến hết bài. Vậy bài đọc chúng ta thấy là sẽ chia làm 3 đoạn đúng không? Như trên màn hình. Vậy bây giờ chúng ta hãy dừng video đọc nối tiếp 3 đoạn này cho thầy nhé. Chú ý ngắt nghỉ ở những dấu câu và chú ý ngắt nghỉ cái câu văn dài thầy vừa hướng dẫn lúc nãy. Sau khi đọc xong nối tiếp đoạn, chúng ta sẽ đọc tiếp cho thầy, đó là đọc toàn bài. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta tìm hiểu bài đọc. Câu hỏi đầu tiên trong phần tìm hiểu bài đó là đọc câu mở đầu và cho biết tác giả bài đọc viết về kỷ niệm gì. À, vậy thì chúng mình biết là đọc câu mở đầu và cho biết tác giả bài đọc viết về kỷ niệm gì. Bây giờ chúng mình thử quan sát lên bài đọc và cho thầy biết trong bài đọc câu mở đầu là câu gì và tác giả bài đọc đã viết về kỷ niệm gì đấy các em. À đúng rồi, đó là những kỷ niệm gì? A. Những con đường rơm. B. Chiếc lều bằng rơm. C. Những mùa gặt tuổi thơ. Chúng mình thấy là ý nào đúng trong ba ý thầy vừa đi lên màn hình đấy các em? À đúng rồi, câu mở đầu của bài đọc tác giả viết về một kỷ niệm, đó là kỷ niệm tuổi thơ đúng không? Đó là những mùa gặt tuổi thơ. Và bây giờ chúng ta cùng sang câu số 2 nhé. Đó là tìm những câu văn tả vẻ đẹp của nắng tháng 10. A. B. Tả vẻ đẹp của rơm tháng 10. Vậy chúng mình hãy tìm những câu văn trong bài đọc tả về vẻ đẹp của nắng nhé, nắng tháng 10, và tả vẻ đẹp của rơm tháng 10. Vậy chúng mình thử suy nghĩ trả lời câu A cho thầy. Vậy chúng ta sẽ có những ý sau này. Tả vẻ đẹp của nắng tháng 10 thì chúng mình sẽ đánh dấu tích vào những câu trả lời đúng nhé. Đó là đầu tiên đó là nhớ cái nắng hanh tháng 10 trong như hổ phách, những con đường làng đầy rơm và vàng óng ánh, bầu trời trong xanh tràn ngập nắng ấm tươi vàng. Vậy vẻ đẹp của nắng tháng 10 trong bài đọc chúng mình thấy có những ý nào đúng? Chúng ta đánh dấu tích vào trong ba ý thầy vừa đọc nào. Chúng mình cùng đọc lại bài đọc và cho thầy biết vẻ đẹp của nắng tháng 10 như thế nào đấy các em. Nhớ cái nắng hanh tháng 10 trong như hổ phách đúng không? Đó là vẻ đẹp của nắng tháng 10. Rồi, à đúng rồi, bầu trời trong xanh tràn ngập nắng ấm tươi vàng đúng không? Đó là vẻ đẹp của nắng tháng 10. Vậy bây giờ chúng mình hãy tìm vẻ đẹp của rơm tháng 10 cho thầy nào. Vẻ đẹp của rơm tháng 10, thầy sẽ đưa lên những ý như sau cho chúng ta đánh dấu tích nhé. Những con đường làng đầy rơm vàng óng ánh, rơm như tấm thảm vàng khổng lồ và ấm sực trải khắp ngõ ngách bờ tre, bầu trời trong xanh tràn ngập ánh nắng tươi vàng và những sợi tơ trắng muốt bay lơ lửng. Vậy chúng mình hãy tìm và cho thầy biết vẻ đẹp của rơm tháng 10 trong ba ý thầy vừa đọc. À, trong bài đọc chúng mình thấy là gì? Vẻ đẹp của rơm tháng 10 gồm có là gì? À, những con đường làng đầy rơm vàng óng ánh đúng không? Tiếp theo là rơm như tấm thảm vàng khổng lồ và ấm sực trải khắp ngõ ngách bờ tre đúng không? Đó là vẻ đẹp của rơm tháng 10. Tiếp theo chúng ta cùng sang trả lời câu hỏi số 3. Trẻ con trong làng chơi những trò chơi gì trên những con đường sân ngõ đầy rơm? Nào, bây giờ chúng mình cùng đọc lại bài đọc, đặc biệt đọc lại đoạn 3 cho thầy và cho thầy biết trẻ con trong làng chơi những trò chơi gì trên những con đường làng sân ngõ đầy rơm. Chúng mình lại có những ý sau nhé. Đó là hãy đánh dấu tích vào trước những ý trả lời đúng. Ý đầu tiên, chạy nhảy trên những con đường rơm, sân rơm, nô đùa, nằm lăn ra đất để sưởi ấm, ăn ngủ cả đêm trên những con đường làng đầy rơm, lăn lộn vật nhau chơi trò đi lộn đầu xuống đất. Vậy chúng mình đọc lại bài đọc và cho thầy biết trẻ con trong làng chơi những trò chơi gì trên những con đường sân ngõ đầy rơm. À đúng rồi đấy các bạn, đầu tiên chúng ta thấy là gì?
Các em nhỏ hay chạy nhảy đúng không? Chạy nhảy trên những con đường rơm, sân rơm nô đùa này. Và nằm lăn ra đất để sưởi ấm này đúng không? Đây là những trò chơi của bạn nhỏ trên những con đường đầy rơm và sân rơm. Tiếp theo đó là gì? Lăn lộn vật nhau và chơi trò đi lộn đầu xuống đất đúng không? Đây là những trò chơi bạn nhỏ trên con đường và sân ngõ đầy rơm. Bây giờ chúng mình cùng sang phần luyện tập với một số câu hỏi sau. Tìm trong bài đọc các từ ngữ tả màu sắc mùi thơm của rơm tháng 10. B. Tả hoạt động của các bạn nhỏ. Đây là tìm trong bài đọc các cái từ ngữ tả nhé. Màu sắc mùi thơm, đầu tiên chúng mình hãy tìm cho thầy đó là tả màu sắc này đúng không? Đầu tiên là màu sắc và tiếp theo là mùi thơm và tả hoạt động của các bạn nhỏ. Màu sắc ở đây chúng ta thấy là gì? À, tả màu sắc mùi thơm của rơm tháng 10 đúng không? Thì chúng ta thấy màu sắc của rơm tháng 10 ở đây là gì và mùi thơm như thế nào? Trong cầu vàng óng ánh trong như hổ phách thơm ngầy ngậy trắng muốt đúng không? Vậy trong cầu vàng óng ánh trong như hổ phách thơm ngầy ngậy trắng muốt, đâu là tả màu sắc và đâu là tả mùi hương của thơm rơm tháng 10 đấy các em? À đúng rồi, vàng óng ánh đây là tả màu sắc đúng không? Còn trong thơm ngầy ngậy đây là tả gì? À mùi thơm của rơm tháng 10 đúng không? Và câu hỏi B, tả hoạt động của các bạn nhỏ. Hoạt động của các bạn nhỏ trong bài đọc chúng mình thấy là trong câu chạy nhảy đúng không? Nhớ nô đùa nằm lăn ra lăn lộn nép vật nhau đi lộn đầu xuống đất ngủ. Vậy chúng ta thấy các hoạt động giống như các trò chơi của bạn nhỏ trong bài đọc. Vậy các hoạt động của các bạn nhỏ trong trong bài đọc đó là gì? À đúng rồi, đầu tiên chúng ta thấy là hoạt động là chạy nhảy này đúng không? Nô đùa này đúng không? Nằm lăn ra này đúng không? Lăn lộn này và vật nhau này. Tiếp theo đó là gì? À đi lộn đầu xuống đất. Đó là những hoạt động, đó là những cảnh tạ hoạt động của các bạn nhỏ đúng không? Trong bài bài văn. Tiếp theo chúng mình hãy đặt câu với một từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập 1. Thì ở đây chúng ta thấy là một số từ ngữ chúng ta đã tìm được đó là vàng óng ánh này, thơm ngầy ngậy này, chạy nhảy này, nô đùa nằm lăn ra lăn lộn vật nhau đi lộn đầu xuống đất. Đó là những từ ngữ chúng mình đã tìm được ở trong bài tập 1 và chúng mình thử đặt câu cho thầy với những từ chúng mình vừa tìm được. Ví dụ như chúng mình có thể đặt là gì? À đúng rồi, mặt trời chiếu những tia nắng vàng óng ánh xuống mặt đất đúng không? Đó là có từ óng ánh chúng mình thấy là miêu tả về rơm. Tiếp theo là gì? Món ăn tỏa mười hương thơm ngầy ngậy đúng không? Món ăn tỏa mùi hương thơm ngầy ngậy đúng không? Như vậy chúng ta thấy là từ ngầy ngậy ở đây là mùi thơm ngầy ngậy của rơm tháng 10 chúng ta vừa tìm được ở câu 1 đúng không? Món ăn tọa mùi hương, thầy trả lời ở đây nhé, là mùi hương thơm ngầy ngậy đúng không? Hoặc là chúng ta có thể tả một số từ chúng mình tìm về hoạt động, đó là con mèo nhỏ nằm lăn ra đất để sưởi nắng. Tiếp theo chúng ta có thể đặt câu là gì? Mấy chú cún con chạy nhảy nô đùa ầm ĩ. Đó là một từ miêu tả hoạt động các bạn nhỏ, chúng mình đã từ đó là chạy nhảy này, nô đùa này. Và như vậy thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài đọc tuần 30, bài đọc 2 rơm tháng 10. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo và những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.